Hết thảy các pháp đều do duyên sinh và cũng đều do duyên mà diệt. Duyên sinh duyên diệt, sinh lão bệnh tử trong cõi trần gian phù du này, là hiện tượng mà vạn loại không thể tránh khỏi. Nỗi thống khổ của chúng sinh, ngoài bệnh tật đến từ các bộ phận cơ thể, còn bao gồm bệnh tật tâm lý, cũng chính là do vô minh tham sân si. Để chữa trị các căn bệnh về thân tâm của chúng sinh, Đức Phật đã đem hết thời gian của đời mình diễn thuyết Tam tạng 12 bộ kinh điển, chỉ ra từng toa thuốc điều trị thân tâm. Vì vậy, trong kinh điển Ví von, Phật là y sư pháp là đơn thuốc tăng là y tá điều dưỡng chúng sinh như người bệnh từ nội hàm này thì có thể nói phật giáo là y học với ý nghĩa rộng lớn nhất giáo pháp của đức phật là toa thuốc trị liệu mọi nỗi khổ đau của nhân sinh đức phật là lương y đệ nhất thế gian đức phật lúc còn trẻ tuổi từng học qua ngũ minh một trong ngũ minh là y phương minh sự sáng suốt về phương pháp trị bệnh căn cứ những ghi chép của kinh điển trong hàng đệ tử của đức phật có kỳ bà danh y thời đại đức phật từng dựa vào những chỉ thị của ngài để hoàn thành rất nhiều phương cách chữa trị xuất sắc, ví dụ, sau khi chẩn đoán người bệnh bị tắc đường ruột, trước hết, người y sĩ thực hiện việc gây tê, cùng vá lại phần ổ bụng, hoàn thành công việc trị liệu, đây chính là kỹ thuật giải phẫu mổ bụng thuộc ngoại khoa trong y học hiện đại. Trong lịch sử Phật giáo, đa số chúng tăng thông đạt y phương minh, đã từng xuất hiện không ít y tăng tiếng tăm lừng lẫy, ví như Phật Đồ Trừng, Trúc Pháp Điều, Đơn Đạo Khai, Trúc Pháp Khoáng, Hà La Kiết, Pháp Hỉ, Na Liên để ra xá đời tuy. Đạo Thuân ở núi Dương Đầu thuộc huyện Trạch Châu đời đường, đạo tích chủ phúc thành quận Ích Châu nay thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Sa môn Chí Nghiêm ở Đan Dương, Sa môn Tăng Triệt ở huyện Giáng Châu. Các ngài đã không ngại khó khăn gian khổ cứu giúp chữa trị bệnh tật, hay tẩy rửa quần áo và đồ dùng hàng ngày cho những bệnh nhân, lòng từ cảm động lòng người. Trong kinh điển Phật giáo cũng không ít những tác phẩm chuyên ngành bàn đến lĩnh vực y dược, trong đó có đến 20 loại từ các lãnh thổ Ấn Độ, Tây vực truyền vào Trung Quốc, bên cạnh đó, Sách vở về y thuật do giới tăng sĩ Trung Quốc sáng tác cũng ước chừng 15 loại. Trong Tam tạng 12 bộ kinh điển, văn hiến, tài liệu về y học Phật giáo nhiều vô kể, chẳng hạn như trong tăng nhất A Hàm kinh ghi chép, Đức Phật có nói đến ba loại bệnh lớn là phong, đàm và rét, đồng thời nêu ra phương cách trị liệu. Trong Y dụ kinh, Đức Phật chỉ ra điều kiện đủ các bác sĩ cho đến các hạng mục khi chăm sóc bệnh nhân cần tuân thủ. Trong Phật y kinh, Đức Phật nói có 10 nguyên nhân khiến con người bị bệnh maha chỉ quán chỉ ra rằng có sáu nguyên nhân tạo nên bệnh tật đại trí độ luận cho biết sự sản sinh của bệnh tật là do các nhân duyên ngoại tại hoặc nội tại tạo thành thanh tịnh đạo luận của nam truyền cũng đề cập đến tám loại nguyên nhân dẫn đến bệnh tật ngoài ra còn có các kinh luật khác như phật thuyết chú sỉ kinh phật thuyết chú mục kinh phật thuyết chú tiểu nhi kinh chú thời khí bệnh kinh liệu bệnh trí kinh trị thiền bệnh bí yếu kinh trừ nhất thiết tật bệnh alani kinh kim quang minh tối thắng vương kinh tứ phần luật, ngũ phần luật, thập tụng luật, ma ha tăng kỷ luật, vân vân và vân vân, tất cả cũng đều có nói đến vấn đề y dược. Đức Phật không chỉ là một đại y vương giỏi chữa lành bệnh tật thân thể của chúng sinh, ngài đặc biệt còn là một bậc y sư chuyên về tâm lý khéo léo đối với việc trị liệu các chứng tâm bệnh của chúng sinh. Chính Đức Phật đã lập nên 8 vạn 4 ngàn pháp môn như Tam học, Lục độ, Tứ vô lượng tâm, Ngũ đỉnh tâm quán, vân vân. Những điều này không ngoài mục đích nhằm đối trị 8 vạn 4 ngàn loại phiền não tật bệnh như tham sân si của chúng sinh. Sự sinh sôi của bệnh tật thông thường có quan hệ với tâm lý, sinh lý, hành vi của con người, cho đến môi trường sống xã hội xung quanh. Đặc biệt trong thời đại mới ngày nay, nhiều người thích ăn những đồ ngon thứ lạ, ăn vào thì bệnh tới, có người thì ham chơi bời lêu lỏng, nhàn rỗi thì bệnh sinh, có người thì thông tin quá nhiều, ôm đồm nhiều quá thì cũng bệnh, có người thì áp lực công việc quá lớn, chịu không nổi áp lực thì bị bệnh, có người tâm tính hèn yếu, tinh thần sa sút, âu sầu thì đổ bệnh có người thì quá bận tâm với những chuyện thị phi vì bực bội mà không tránh được bệnh hoạn